Thùy Lâm từng được biết đến với vai trò là ca sĩ, diễn viên, nhưng đáng chú ý nhất là việc cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ đầu tiên Việt Nam vào năm 2008. Đó cũng là năm mà Thùy Lâm đại diện nước nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới và lọt vào top 15. Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ tuổi, rồi có một con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng. Thế nhưng năm 2010, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với bạn trai đã yêu trước đó 5 năm và hoàn toàn rút lui khỏi showbiz. Được biết, ông xã Thùy Lâm là tiến sĩ kinh tế, tên là Nguyễn Anh Tuấn. Anh xuất thân trong một gia đình khá giả, vốn là chỗ qua lại thân thiết với gia đình Thùy Lâm. Theo nhận xét của nhiều người, chồng của Hoa hậu Thùy Lâm là một người đàn ông hoàn hảo về nhiều mặt, cả về bề ngoài lẫn về tính cách. Anh chỉ hơn cô vài tuổi, có ngoại hình sáng sủa điển trai, có trong tay tấm bằng thạc sĩ về kinh tế, từng làm việc trong cơ quan đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và đã có công ty riêng của mình. Sau khi kết hôn, Thùy Lâm lui về chăm sóc cho chồng và làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Hiện tại, Thùy Lâm đã là mẹ của hai nhóc tỳ. Thùy Lâm khẳng định cô theo đuổi sự hoàn hảo, xem tề gia là công việc nghiêm túc. Vì thế, công việc chính của cô là làm mẹ. Người đẹp tự hào là một người mẹ yêu nghề và cho rằng việc quán xuyến gia đình cũng như quán xuyến việc kinh doanh của chồng là đam mê của mình. Khi rảnh rỗi, cô dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng con, dạy dỗ chuyện học hành, cư xử cũng như là san sẻ tâm sự với chồng. Người đẹp tận hưởng đam mê làm mẹ làm vợ mỗi ngày. Nhiều người vẫn bảo thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, cuộc sống chỉ quay vẫn với chồng con rồi tối lại đi ngủ sớm. Nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con, Hoa hậu tâm sự. Trong một bài phỏng vấn, Thùy Lâm từng tâm sự, cuộc sống hôn nhân của cô thật sự viên mãn, phần nhiều là do cô may mắn lấy được người chồng thương yêu vợ con, cả hai dễ tìm được tiếng nói chung, thế nên cũng dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Chia sẻ về người chồng của mình, Thùy Lâm lúc nào cũng rất hãnh diện và đầy tự hào. Không phải bởi chồng đại gia hay là sói ca ngôn tình như những cô gái trẻ hằng ao ước, mà bởi chồng của Thùy Lâm là người đàn ông tử tế đúng nghĩa. Không chỉ khéo chăm vợ con, anh Tuấn còn rất tâm lý. Sợ vợ thiệt thòi vì phải ở nhà trông con, anh Tuấn thường xuyên đưa Thùy Lâm đi du lịch đây đó, vừa là cơ hội để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm. Vợ chồng Hoa hậu Thùy Lâm cũng kỷ niệm những dịp đặc biệt một cách kín đáo, giản dị nhưng đầy tình cảm, lãng mạn. Bởi vậy, gia đình cô lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Thùy Lâm thường chia sẻ, xưa nay tôi luôn sống rất tình cảm, không suy nghĩ quá nhiều, xem quyết định đó có khôn ngoan hay là có lợi ích gì hay không cho mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi ấy là thời điểm thích hợp để mình và chồng đủ hiểu nhau, chia sẻ nhau, cùng xây dựng gia đình. Thường thì mọi người hay nhắc đến tham vọng là phải làm điều gì đó to lớn, nhưng đối với tôi lại khác. Tôi chỉ luôn muốn xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc. Có lẽ do từ bé lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, bố mẹ không ở cùng nhau, cả hai chị em tôi chỉ ở với mẹ. Chính vì vậy trong tiềm thức của tôi, lúc nào cũng phải sống trong gia đình hạnh phúc, con cái lúc nào cũng đầy đủ bố mẹ yêu thương. Tôi sẵn sàng làm tất cả để con sống trong điều kiện tốt nhất, hoàn hảo nhất. Đó cũng là một tham vọng của tôi là giữ gìn hạnh phúc gia đình nên tôi không bao giờ hối hận. Hiện tại đã là bà mẹ hai con và đang ở ngưỡng cửa U40, nhưng Thùy Lâm vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không tham gia hoạt động giải trí, Thùy Lâm vẫn là một gương mặt đắt hàng của nhiều thương hiệu nhắm đến bởi hình ảnh sạch, đời sống cá nhân viên mãn.